Các bạn biết không, con người chúng ta lạ lắm. Những ai mà làm những điều tốt đẹp đối với ta thì ta thường ít có sự trân trọng về họ, thường ít biết ơn họ. Còn những ai mà gây ra cho ta những cái buồn bã, những cái phiền muộn, những cái sự khổ đau thì ta nhớ rất là sâu. Còn những ai đã từng đem tình thương cho ta, đã từng cho ta ăn, chăm bẵm ta thì thường ta không nhớ. Đây là một hiện tượng bình thường trong xã hội nhé. Bởi vì phần lớn con người chúng ta đều là những con người bình thường, chưa có trải qua sự phát triển, chưa có sự nhận thức sâu, cho nên chúng ta thường như vậy. Nhưng mà chính vì phần lớn con người chúng ta là những con người như vậy, nên thông thường chúng ta thường sống trong sự đau khổ, thường sống trong sự bực bội, sống trong sự bực tức và lúc nào cũng có cảm giác là không hài lòng với cuộc sống. Cho nên mới có những cái trường hợp là mất cân bằng trong cuộc sống. Và bây giờ mọi người mới dấy lên cái phong trào là chữa lành. Bởi vì mọi người không biết cách nào để sống một cuộc đời bình an, một cuộc đời hạnh phúc. Cho nên trong video này, Quyên bằng những kinh nghiệm của mình, bằng những trải nghiệm của mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta nên làm gì, nên thực tập như thế nào, nên có một thái độ sống như thế nào, nên có một nguồn năng lượng như thế nào để có được một đời sống an vui, hạnh phúc. Nguồn năng lượng oán trách chính là một trong những nguồn năng lượng tiêu cực nhất. Còn nguồn năng lượng về sự trân trọng, biết ơn là một nguồn năng lượng tích cực. Nó giống như cái hình tròn âm dương. Hình tròn âm dương có hai màu, màu trắng và màu đen. Cũng giống như con người ta thường nói là con người thì có người tốt và người xấu, là hai mặt đối lập với nhau. Cũng giống như là một mặt tích cực và một mặt tiêu cực, một người đóng vai anh hùng và một người đóng vai tiểu nhân. Thì bản thân con người chúng ta cũng vậy, cũng có hai cái nguồn năng lượng đối nghịch nhau. Mà hai nguồn năng lượng này nè, chỉ khi mà nguồn năng lượng tiêu cực là nguồn năng lượng oán trách nó trỗi dậy, thì tự động con người của mình sẽ trở thành một người cao có, một người giận dữ và một người luôn oán trách, đổi thừa và đổ thừa và bao biện cho tất cả mọi người xung quanh về những cái điều mà ta gặp, những sự kiện bất như ý trong đời sống của ta. Còn ngược lại là một nguồn năng lượng tích cực, đó là nguồn năng lượng trân trọng biết ơn. Khi cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn này phát khởi thì tự động chúng ta an vui, chúng ta hạnh phúc, chúng ta phấn khởi, chúng ta yêu đời và chúng ta thấy mọi sự vật, sự việc xung quanh chúng ta là màu hồng, là tốt đẹp, là thành công, là hạnh phúc, là thịnh vượng đang tới. Nhưng mà con người ta ngộ lắm. Thông thường thì con người ta chỉ thường phần lớn thì rất là dễ dàng phát sinh cái năng lượng oán trách. Mẹ, sao bữa nay mẹ nấu trứng gà gì mặn quá vậy? Mẹ, sao bữa nay mẹ không kêu con Đức thức dậy sớm đi làm, con trễ giờ làm rồi. Chị viết báo cáo này sai rồi, chị viết sai chính tả rồi, chị về chị làm lại đi. Em à, tại sao tới giờ này rồi mà em chưa gửi báo cáo cho chị, em chạy không có kịp đây là em sẽ bị phạt, em hiểu không? Đó ví dụ là những cái nguồn năng lượng oán trách. Hoặc bạn nè, tại sao tới bây giờ rồi, trong tháng này rồi mà bạn chỉ bán được 20 sản phẩm, trong khi KPI của mình là mình phải đạt tới 50 sản phẩm thì mình mới được thưởng. Bạn có biết vì bạn hoặc là nhóm của mình sẽ bị phạt hay không? Tại sao bạn tệ vậy? Tại sao bạn không tập trung bạn làm việc? Tại sao bạn không tập trung bạn làm video để bạn post video? Tại sao bạn không đi tìm kiếm cái này hơn mà? Tại sao bạn cứ như này và như kia? Mình luôn luôn sống trong cái trạng thái là mình oán trách người khác. Nếu như chúng ta cứ oán trách mọi người, oán trách mọi sự vật, sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, thì dường như chúng ta đang rất là bực bội, đang rất là bất mãn. Mà cái nguồn năng lượng như vậy á, là nó phá hủy mối quan hệ của chúng ta. Mẹ mình nghe mình la như vậy, mẹ mình cũng khó chịu chứ bộ, đúng không? Mẹ mình nghe mình nói là sao có chị đi làm đi, mình có được phép mình lớn tiếng với mẹ mình như vậy không?
đối với cái đấng sinh thành của mình. Những người đồng nghiệp trong công ty, cho dù họ có thể là thấp cái vị trí hơn mình, nhưng mình có nên dùng thái độ đó để mình nói chuyện với họ không? Những người trong đội nhóm của ta, tuy rằng họ là thành viên của ta, nếu như mà họ bán hàng không tốt, mình có nên oán trách họ như vậy không? Đời thay đổi khi ta thay đổi. Mình rất khó để ép buộc người khác bán được hàng, nhưng mà mình sẽ có thể làm được nếu như mình tự chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình. Nếu như mình có một cái sự nhận thức là mình biết ơn bạn đã cùng đồng hành với mình trong đội nhóm này, và thành tích của bạn hiện tại đội nhóm sẽ cùng nỗ lực, cùng làm với bạn, hỗ trợ bạn trong tháng này, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, biết ơn bạn đã gia nhập đội nhóm để cho mình có cơ hội giúp đỡ bạn để chúng ta cùng nhau vươn lên. Đây là một thái độ hoàn toàn khác. Đây là một thái độ là một cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn những gì ta đã xảy ra. Mẹ, hôm nay con thức dậy trễ, con biết ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi con khôn lớn để giúp cho con, nuôi dạy con ăn học để cho con có được cái công việc như hiện tại. Con biết ơn mẹ đã yêu thương và luôn đồng bọc hỗ trợ con. Ngày mai mẹ kêu con thức dậy sớm hơn một chút nhé, để con có thể đi làm kịp giờ. Nếu như chúng ta phát khởi được điều này, thì có phải là mối quan hệ của ta và mẹ sẽ khăng khít hơn, sẽ yêu thương hơn. Còn mà với câu chăm chăm là mẹ, mẹ, chồng à, thì có phải là mối quan hệ sẽ dễ dàng bị đổ vỡ hay không? Các bạn có thể suy ngẫm về những cái điều mà mình vừa chia sẻ. Thay vì mình oán trách họ, thay vì mình cho rằng một cái sự kiện bất như ý mà mình gặp phải đều là mọi người xung quanh đẩy đến cho mình, thì cuộc đời mình rất là đen tối. Thay vào đó, các bạn hãy đưa cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn những gì mà chúng ta đang có, đều có góp phần góp sức nhờ vào những sự đóng góp của mọi người xung quanh. Nếu không có mẹ thì ai sinh ta ra? Nếu không có mẹ thì ai nuôi ta khôn lớn? Nếu không có mẹ thì ai là người cho ta ăn học? Nếu không có mẹ thì ai là người dạy dỗ cho ta những kiến thức để ta vững bước đi trên đường đời? Nếu không có sự gia nhập thành viên từ những đội nhóm phía dưới của mình, thì ai là người cùng tạo báo cáo với ta? Thì ai là người góp thêm một viên gạch làm cho đội nhóm của ta càng lúc càng hùng mạnh hơn? Nếu như không có thành viên trong đội nhóm của bạn, thì bạn có một được, thì bạn có được gọi là một đội nhóm hùng mạnh và có được 10 thành viên, 20 thành viên, thậm chí là 50 thành viên như hiện tại hay không? Cho nên mỗi lần chúng ta sắp phán xét, sắp nói ra những lời lẽ tiêu cực, sắp phải gân cổ lên để phát tiết ra những cái gì đó đen to, những sự oán trách, những lời chửi búa người khác, thì hãy ngay lập tức dịu xuống, chậm lại một nhịp, và hãy suy nghĩ về những cái gì mà đội nhóm của ta, mà đấng sinh thành của ta, mà người chồng của ta, mà những đứa con của ta, vân vân, đã từng làm cho ta, để ta phát khởi lên lòng trân trọng biết ơn đối với mọi người xung quanh như vậy. Có một câu nói như thế này nè: trân trọng thì sở hữu, mà biết ơn thì thương. Trân trọng thì sở hữu, mà biết ơn thì thiên trường địa cửu. Câu nói này chắc chắn là các bạn đã từng nghe nói rất nhiều lần rồi. Mình hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng cái người đang gặp. Không phải chỉ là trân trọng người yêu đâu, không phải chỉ là trân trọng người chồng, người vợ đâu, mà là trân trọng tất cả mọi người, những ai đang có sự kết nối với ta, những ai đang va vào cuộc đời ta để giúp cho ta tiến bộ hơn. Chứ không phải chỉ là một ngữ cảnh, một cái bối cảnh duy nhất là nói về
cái đời sống vợ chồng hay nói về tình yêu đôi lứa đâu. Còn biết ơn là thiên trường địa cửu là vì sao? Bởi vì nó là cái sự vô giá trị. Cái lòng trân trọng biết ơn này nè, khi mà ta sở hữu được cái sự biết ơn thì ta sẽ thấy mọi sự vật thì xung quanh ta thiệt là tốt đẹp. Mà tại vì sao? Tại vì sao chúng ta hay oán trách? Chúng ta hay phán xét? Chúng ta hay la mắng người khác? Bởi vì chúng ta thường cho rằng những cái điều mà những cái sự kiện bất nhí mà mình hay gặp á đều là hiển nhiên. Thật sự có hiển nhiên không ạ? Không có gì là hiển nhiên hết. Không có hiển nhiên mà mẹ ta sinh ta ra. Mẹ ta sinh ta ra là bởi vì mẹ ta yêu ta. Mẹ ta thấy có một cái mầm non đã được nảy sinh trong bụng của mẹ. Mẹ ta yêu ta biết mấy, cha có ta yêu ta biết mấy, nên mới sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn. Cha mẹ ta, đấng sinh thành của ta đã hy sinh cho ta, hy sinh từ miếng ăn, từng giấc ngủ, hy sinh cho ta biết bao nhiêu là điều kiện kinh tế để nuôi ta khôn lớn. Chứ không có sự hiển nhiên nào ở đây. Không có sự hiển nhiên mà đội nhóm của ta cùng tham gia với ta. Không có sự hiển nhiên mà đội nhóm của ta phải nghe lời ta, phải làm theo những điều mà ta chỉ dẫn. Mà hãy biết ơn rằng nhờ có họ mà ta mới có cơ hội được trở thành một nhà lãnh đạo. Nhờ có họ mà ta mới có cơ hội để có thể nâng cao kiến thức của mình. Nên mỗi lần chúng ta sắp phát tiết ra những cái điều gì mà cảm giác nó tiêu cực, mà cảm giác nó làm cho đời sống của ta bị hạ đi chất lượng sống, thì hãy nhanh chóng phát khởi cái lòng trân trọng biết ơn bằng cách là hãy nhớ đến những khoảnh khắc mà mọi người đã là những điều tốt đẹp cho ta. Sau đó ta sẽ, đây là một trong những cái điều mà Nguyên hay áp dụng. Còn các bạn có thể áp dụng một điều khác, là ta sẽ nói ra những điều là: biết ơn mẹ đã sinh con ra, biết ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn, biết ơn em đã đồng hành cùng chị trong khoảng thời gian mà chúng ta cần phải chạy doanh số, biết ơn em đã nỗ lực làm việc để bán được 20 sản phẩm đến thời điểm hiện tại, chị biết đây đó là một cái nỗ lực của em. Và từ thời điểm hiện tại cho đến cuối tháng, chị và em sẽ cùng nhau chúng ta tạo nên một cái sự đột phá trong bán hàng của chúng ta bằng cách là chị sẽ hỗ trợ em. Em cứ yên tâm, chị biết ơn em đã đồng hành cùng chị, và ngay thời khắc này chị sẽ cùng em để tạo nên một cái kiệt tác mới trong tháng này. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.